Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục bán giao máy ép cam S186 Plus cho khách ở Sơn Động, Bắc Giang. Máy S186 Plus, máy trục trực tiếp dùng trục cắt đăng như này. Đấy, thì anh kỹ thuật đang tiến hành đổ nhớt. Thì bà con lưu ý thì mua máy về thì máy nó sẽ chưa có nhớt, chúng ta sẽ đổ thêm nhớt cho máy là 4 lít. Đấy, sử dụng hộp số ô tô bầu nhớt bằng thép và dung tính nhất là 4 lít ở đây. Đấy, máy thì sử dụng 3 quả lỗ ép. Đấy, 3 quả lỗ ép và motor là 3,5 kg điện 1 pha. Đấy, motor 3,5 kg điện 1 pha, motor dây đồng ở đây. Đấy, máy thì sử dụng hộp số ô tô này. Đấy, cái này là hộp số ô tô và cái truyền động giữa này là cái trục cắt đăng. Rất là êm. Chị đang băm băm gì, đang băm chuối. Chuối. Sợ nó to quá. Chưa biết nào. Vâng. Nó cũng dễ mà. Có nước nhiều. Cho nước trộn nguyên liệu đổ tám này là tám cạn. Cho rau thích dầu quay làm. Có bớt rau lại, thấy rau nhiều. Cho rau sang này bớt đi, rồi đấy. Chị ạ. Bỏ vào vơ vơ rớt rồi. Cái này lắp sẵn hết rồi, về chỉ cắm điện chạy thôi, đổ nhất cắm điện chạy thôi. Bỏ thêm ít ngô hạt vào nữa hay là như nào? Ôi em đổ hết nhớt rồi à? Đổ hết rồi. Bỏ hết để cho nhà. Bỏ hai nhà. Quên, nó đi để không còn đủ tiền mua được có mỗi 5 lít. Nhớt thải á, xong nhớt đấy, nhớt chính như nhớt để đổ vào máy để máy. Mình đổ một lần thôi mà, mình dùng máy mà. Không phải thay đâu. Thì lúc đi bảo, cứ 3 tiền lưỡi cũng đang mua rồi nhưng không nhớ. Thế là còn đi lại có đủ đồng đấy, quên đi ra không bảo. Cái gì đấy nhỉ? Đó thì nhất hai thì máy cắt cỏ. Ừ. Cái này dùng nhất 4 thì, nhất xe máy hoặc là nhất đặc, nhất 90 cũng được. Cái này bật máy lên thì chỉnh quả lỗ ép xuống tí nữa. Cái này mới thì mình cứ trộn cám không trước chị ạ, cho nó cái mặt sàn nó trơn đã. Lát nữa thì bỏ ngô xong. Qua thầy quay cứ thầy có chúng quay có cả ốc theo hôm nay sao thằng vâng. Ốc. Chưa lấy được à? Đây hôm nay cứ test thử cái đấy chút. Để xúc hả? Đây rồi chị. Chúng ta chỉnh 3 quả lô nó quay đều đã. Không, đen đen đấy là cái cám trộn với dầu. Vâng, nãy bên trong có rồi. Đấy, cám hết 186 con lớp này, rất là nhanh.
được đấy, giờ đổ cả chắc được đấy. Vâng, ngô cứng hơn ạ. Không, ý đưa bị đưa tay. Bây giờ chúng tôi tiến hành bỏ một ít ốc, ốc miêu vào, trộn lẫn với cám. Cho chúng khô rồi. Bây giờ là cái này nó phải khô, ướt thì nó, ướt là nó bở. Ừ, tới rau của mình là có luộc rồi. Ừ. Ngô hả? Cám. Ốc này ốc bươu vàng hả chị? Ốc bươu vàng. Thêm ốc nhé. Xay được thì cái loại cá kia thì là nó xay cũng hơn đấy. Cá thì nó là ốc có giòn nhưng biết đâu nó có độ giòn lại tốt hơn. Ốc mà cứng quá mình đập thì đập nó ra, đập đập nhỏ ra được. Cái ốc này nó cũng dễ mà, cái ốc này mình dẫm cái nó vỡ ngay liền, giống như ốc đá của mình ở dưới rồi. Biết được chứ còn nếu mà các chú cứ hướng dẫn thì cũng chẳng biết cái chỗ nên cứ nghĩ là nó cái này là được phải không? Ừ. Nhưng mà thực tế mình nhìn như này thì mình biết được làm sử dụng này. Nếu mà không biết thì lại bảo sao lại to thế mà nó lại bỏ nó không ép được vào. Thế chắc hay là bị rau. Thank you.
nguyên liệu là nó hơi bị ướt nên là chúng tôi cho tiến hành cho cám mủ vào, cám khô vào. Bà con có thể có cá, mình có thể cắt cá nhỏ ra, có thể ép được luôn.